Ơi, xin chào quý anh em. Mình quay cho quý anh em mình xem tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên Hà Thủy nha anh em. Nó là mẫu tàu cá lưới quay của Phú Yên, nhưng thật ra ở Phú Yên á, thì anh em sử dụng rất là nhiều cái mẫu tàu cá khác nhau. Thì một số anh em thì sử dụng cái mẫu tàu cá của Bình Định, và một số anh em thì sử dụng mẫu tàu cá của Khánh Hòa, một số anh em nữa thì đóng cái mẫu tàu cá lưới quay đêm ngay tại một số xưởng đóng tàu ở tại Phú Yên. Thì anh em có thể đóng nhiều cái mẫu tàu ở nhiều cái tỉnh khác nhau, và ở mỗi tỉnh nếu như chúng ta chọn những cái xưởng tàu khác nhau thì cũng sẽ cho ra những cái mẫu tàu khác nhau nha anh em. Ví dụ như anh em đóng tàu ở Bình Định, không hẳn ở Bình Định thì anh em sẽ cho ra cái mẫu tàu đó, nó sẽ chỉ cho ra cái mẫu tàu đặc trưng thôi. Còn cái kiểu dáng dấp mẫu mã là ở những xưởng khác nhau, họ sẽ cho ra những cái nét tàu nó có phần liền lạc, cứng cáp hay là tinh xảo hơn. Và bây giờ thì xin mời anh em cùng theo dõi con tàu cá mà mình đang quay. Nó đang hạ thủy, bữa nay được ngày tháng tốt cho nên chủ tàu cho hạ thủy tàu cá. Anh em có thể quan sát ở cái phần mơ lường của ghe, hai cái hông của ghe đó, hai cái hông trần bụng của ghe, để thấy được cái độ mở của chiếc ghe lưới quay của Phú Yên ha. Đó. Rồi sau đó thì anh em có thể quan sát lên ở phần hai phần dai nè, được phần mở căng be nè, để thấy được chi tiết của mỗi cái mẫu tàu cá, mỗi cái chất lượng, mỗi cái nét mở be, mỗi cái nét phả ghe, mỗi cái nét phả mũi, để anh em theo dõi chi tiết trong những cái video mình quay. Đấy, rất đẹp ha. Thì ở trong mỗi cái video mà mình quay á, thì mình lúc nào cũng mong muốn cho anh em sau khi hạ thủy thì ở những năm mà mùa giải 2021 và những cái mùa giải tiếp theo, chúc cho anh em lúc nào cũng làm ăn thắng lợi, cá đầy khoang ha. Chúng ta cùng theo dõi con tàu nó đang được sàng ra khỏi cái đường ray xương cá, và sau đó mới đi trên cái đường ray chính để hạ thủy xuống nước nha anh em. Đó, quay chi tiết tại cái phần bụng hông của con tàu cho anh em xem. Đó, ngay chỗ cái lá bê xéo á. Đấy, mình quay lên trên cái dàn dai. Đó, để anh em thấy là thợ vô bê rất là im ha. Vừa anh em vừa xem một cái mẫu tàu và vừa xem luôn cái cảnh hạ thủy luôn nha. Ở nghe mơ lường mình quay có cái cục chớp nó thấp xuống đó, đó là cái cục gu nó bảo vệ cái đầu dò chụp anh em, có nghĩa là trong cái cục gu đó nó bắt lên cái mơ lường của tàu và nó khoét một cái lỗ bằng với cái tỷ lệ của cái đầu giờ chụp đó. Bây giờ mình quay toàn bộ cái ván ghe nè, cái đường phả của phía bên trái và phía bên phải, và phả ở những cái góc lái cho anh em xem. Thì mình cũng tiết lộ một xíu cái thông tin cho anh em, đó là con tàu cá này nó tâm hạ nó tầm 3m9, tầm nha anh em, tầm 3m9 đó. Thì anh em sẽ có thể đoán được con tàu này nó dài theo cái tỷ lệ bao nhiêu mét để nó phù hợp với cái tâm hạ 3m9 nha anh em. Mình không có tiết lộ cái chiều dài và cái chiều rộng của con tàu ha, anh em có thể đoán xem giúp mình một tí xíu. Bây giờ con tàu nó ra tới cái đường ray chính rồi, nó đang chuẩn bị trục xuống cái qua khỏi cái chớn dốc này là tới cái chớn nước.
quay cảnh hà thủy cho anh em xem. Anh em thấy bên cạnh chiếc ghe lưới quay đêm mình quay có một chiếc ghe thu mua của Phú Yên cũng dài tầm 17,5 m. Thì chiếc đó thu mua đoàn tàu cá của Mỹ Lượng Bình Định. Hôm nào mình quay đi luôn cái chiếc thu mua đó cho anh em xem. Sơn cabin có cái ô màu cam á, giống như cái đoàn Mỹ Lượng 3 chiếc á. Họ cũng hay sơn cái miner màu cam. Tàu cá lưới quay đêm quá ừ luôn anh em. Dài tầm 20 mấy mét ha. Anh em tự phỏng đoán thử kích thước của nó bao nhiêu nha. Sử dụng động cơ máy Doosan đập thùng V 12 nha anh em. Mình xin nhắc lại là con tàu này sử dụng máy Doosan đập thùng V 12. Xịn sò ha anh em, sử dụng máy đập thùng. Mình quay chi tiết mấy cái lá bê hông luôn cho anh em xem, cho anh em xem rõ đường kim mũi chỉ. Sắp hà thủy rồi ha, nhìn thấy cái chớn nước ở ngoài sông rồi. Đây là bãi kéo ở tại tỉnh Phú Yên luôn nha anh em, bãi kéo Hùng Thi ha, tại tỉnh Phú Yên. Kỹ thuật kéo của anh em mình thấy cũng rất là tốt. Anh em kéo lên ghe xuống ghe nhìn rất là êm. Ghe kích thước tầm 20 mấy mét là cũng thuộc dạng ghe lớn rồi, thì anh em kéo lên xuống nhìn cũng rất là nhẹ nhàng. Đội hình ekip anh em hoạt động thì không có đông nhưng mà anh em làm cũng phối hợp rất là ăn ý, bài bản. Thì khi mình quay video cho anh em á thì mình lựa những cái ngày tốt mình mới quay những cái con tàu cá của anh em đó. Thì khi mình quay video của anh em thì có nghĩa là khi về nhà là không có cách nào trong một ngày hoặc trong một buổi mà mình chỉnh sửa xong một cái video mà gọi là bài bản để cho anh em xem được đó. Một video mà để mình làm kỹ cho anh em xem nó mất phải tầm 2 ngày, cộng luôn cả cái công việc lặt vặt của mình phải làm nữa. Mình không phải là dành thời gian hết cho video, vừa phải làm tàu ghe của mình nè, ở gia đình mình phải có tới ba chiếc ghe ha. Làm những công việc lặt vặt rồi sau đó mình dành một ngày khoảng vài tiếng để sửa video. Và một ngày vài tiếng thì chắc chắn không có làm đủ một video cho anh em xem, phải tầm 2 ngày có khi 3 ngày mình mới ra được một video. Đó, mà khi mình ra video á thì mình cũng phải chọn những cái ngày tốt, những cái ngày nó đẹp ấy. Thì ở những cái con tàu cá kỹ lưỡng ha, mình trau chuốt, mình chọn những cái ngày đẹp mình mới đăng cái video lên cho anh em xem. Đó, khi mình quay những cái con tàu cá của anh em á thì mình rất là tỉ mỉ, chi tiết và cũng rất là đắn đo khi mà đăng tàu cá của anh em lên trên YouTube của mình. Bởi vì bây giờ đăng lên kênh YouTube của mình thì cũng gọi là khá là nhiều anh em trong cái bổn đạo làm lưới quay hoặc là anh em trong bổn đạo đánh bắt biết đến. Chúng ta cố gắng theo dõi hết video để xem thử khi mà con tàu nó hạ thủy xuống thì cái dáng dấp nó sẽ như thế nào nha anh em. Bởi vì cái dáng dấp của con tàu khi ở trên bờ nó là một chuyện, khi xuống dưới nước thì nó là một cái chuyện khác nữa. Từ cái độ nông nước, cái độ sâu nước thì nó còn tạo nên cái vóc dáng của cái con tàu ha. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái độ phả của con tàu khi nó hạ thủy nó như thế nào. Và tí xíu nữa khi mà hạ thủy anh em sẽ nghe được cái sự gầm rú của động cơ Doosan V12 cho tàu cá lưới rút Phú Yên 95869. Thì mấy tàu cá lưới rút của Phú Yên hoặc là anh em còn một số dùng khai thác lưới quay đêm mà đánh ở tầm sâu đó, thì đa phần ghe nào cũng có máy chụp dò nước hay radar hết.
cho nên là ở trong video mình cũng ít nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó. Một số anh em thì trang bị cái dòng trung chụp, gọi là cái dòng 2 tỷ mấy, nó dao động từ 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ đổ lại, tùy theo cái nhãn hàng và cái gói combo của anh em, có thể là những cái chi tiết màn hình rồi vậy đó. Thì cái đó những anh em xài máy thì anh em sẽ rõ. Tàu đang tiếp giáp nước rồi nha anh em. Mới kem rất đẹp. Anh em chuẩn bị đón nghe động cơ Doosan 12 nha anh em ơi. Tàu đã tiếp giáp nước, chuẩn bị dàn sàng xuống cho tàu tiếp giáp nước hết hoàn toàn là anh sẽ nổ máy dê ra ha. Quay lại toàn bộ thân tàu một lần nữa cho anh em xem lúc trên đầu. Sang năm mới gặp lại những hình ảnh này nha anh em. Mùa giải sang năm anh em lên ầu, mình còn lại bám sát anh em một năm nữa, thử những chiếc ghe một năm vừa rồi mình quay qua năm sau nó có sự thay đổi gì không theo thời gian. Ghe xuống nước đoạn này nhìn to dễ sợ, ghe đóng quá rồi. Tiếp giáp nước hoàn toàn thân tàu rồi, chờ xuống sâu xíu nữa. Ok, động cơ 12 của Doosan đã hoạt động rồi anh em ơi. Hình như chưa thấy bơm nước máy chưa hoạt động. Gầm lú dễ sợ. Dê mạnh cho ra khỏi dàn sàng. Ok, ra rồi. Ghe trèo trớt. Anh em theo dõi bóp dáng của ghe xuống nước này nha anh em. Cái độ khỏe của ghe trên bờ nó một chuyện, và khi xuống nước nó sẽ một chuyện nữa ha. Cho anh em xem toàn bộ tàu ở trên nụ rồi tàu ở dưới nước luôn nha.
tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo sôi động và hấp dẫn hơn. Chúc cho anh em Hà Thủy năm 2021 làm ăn thắng lợi mạnh mẽ nha anh em ơi.